Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về trường Northwest College. Đây là một trong 36 trường được cấp visa ưu tiên không cần chứng minh tài chính. Chương trình không cần chứng minh tài chính khi du học Canada là CES, là Canada Study Express. Điều kiện để tham gia chương trình là sinh viên muốn xin thị thực du học thông qua chương trình CES phải đáp ứng được các yêu cầu sau đây: được nhận vào một khóa học toàn thời gian của một trường tham gia chương trình, thuộc thành viên của các trường cao đẳng học viện tại Canada, bằng chứng đã chi trả học phí trong vòng 1 năm, đạt tối thiểu IELTS 5.0, trong đó không có kỹ năng nào dưới 4.5 trong vòng 2 năm gần đây, mua giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo từ Scotiabank với trị giá là 10.000 đô la Canada để chi trả chi phí sinh hoạt trong năm học đầu tiên tại Canada, nộp hồ sơ xin thị thực 60 ngày trước ngày nhập học, tiến hành khám sức khỏe tối thiểu 1 tuần trước ngày nộp hồ sơ xin thị thực. Về ưu điểm của chương trình CES, sau đây chúng tôi xin đưa ra những ưu điểm chính của chương trình CES. Ưu tiên trong quá trình cấp xét thị thực đối với hồ sơ xin học tại các trường thành viên tham gia CES. Hồ sơ chứng minh tài chính gọn nhẹ hơn, thời gian xét visa nhanh hơn. Các bạn có thể liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 3848 4879 để được giải đáp các thắc mắc các bạn nhé. Còn bây giờ thì tôi xin chia sẻ với tất cả các bạn vài thông tin về trường Northwest College. Northwest College tọa lạc tại trung tâm thành phố Edmonton, Alberta, là học viện công lập cung cấp các chương trình đào tạo cao đẳng và chứng chỉ nghề. Northwest được đánh giá cao về chất lượng đào tạo, đáp ứng được nhu cầu lao động và các chương trình hỗ trợ sinh viên như là Anh ngữ, ESL và các khóa nâng cao học thuật. Các chương trình cao đẳng và chứng chỉ của trường tập trung vào các khối ngành như là y khoa, nghiên cứu, cộng đồng và kinh tế. Sinh viên của trường Northwest có cơ hội được trải nghiệm một nền giáo dục độc đáo với một môi trường hỗ trợ nhiệt tình nhằm đảm bảo được sự thành công cho các bạn. Bên cạnh đó, sinh viên tốt nghiệp của trường đều nhận thức sâu sắc về bản sắc văn hóa, trách nhiệm của công dân toàn cầu để được sự đánh giá cao từ các nhà tuyển dụng. Northwest College thực sự khác biệt. Chúng tôi tin rằng chúng ta phải khác biệt để tạo ra điều đặc biệt. Thì chương trình đào tạo nổi bật, Anh ngữ IELTS, quản trị kinh doanh, dược, vật lý trị liệu, điều dưỡng, thực hành. Thì mọi chi tiết về chương trình các bạn hãy đến với công ty Tân Đại Dương chúng tôi theo địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Chúng tôi không có một chi nhánh nào ngoài Hà Nội, chúng tôi có một chi nhánh ở ngoài thành phố biển Nha Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình lần sau.